gặp lại các bạn trong clip này. Trong clip này, tớ và các bạn cùng lập trình trò chơi tìm chu vi của hình vuông. Nếu người chơi nhập vào chiều dài một cạnh của hình vuông thì máy tính sẽ chặn lại chu vi của hình vuông. Mình sẽ chọn nước đi. Xong các bạn rồi nhân vật chọn theo các bạn thích, cái nào cũng được. Mình sẽ chọn con ngựa. Xong cận để cái thuốc này tám gì đây, mình xem đây, đây các chị đây này, 150. Đấy, các bạn thấy to chưa? Thì một con trưởng thành rồi. Sau các bạn bấm vào event có quên các bạn bấm vào kích. Xong các bạn thích nhạc bấm sao. Ngoài các bạn sạc nhạc của bạn đây. Thu con này là con ngựa hí, con ngựa kêu lên. Ở đây là con ngựa chạy. Đấy, sao các bạn đây nào mới qua sao qua thì bấm kích đầu cho đây đi, người ngựa chạy đi. Sao các bạn y bấm control đây, xong bấm vào thì sinh qua đây vừa xong các bấm vào x nhập là chiều dài một cạnh của hình vuông. Xong ta sẽ bấm vào đây, xong rồi bạn sẽ tạo một cái biến đây là chu vi, à mình đổi tên ok. Xong các bạn sẽ phải bấm vào set chu vi đặt qua. Đây là answer. Xong rồi là đây answer, các bạn cho hai cái đâu cũng, hai cái trên dưới cũng được. Mình sẽ chọn answer ở cuối chữ xong. Các bạn xếp đây là 4 đi, xong các bạn cho vào đây. Đấy, các bạn nhìn này, xong các bạn bấm vào nút 2 giây chu vi. Xong các bạn bấm vào ở đây để có cái đây là ta biết là chu vi của hình
Nà, đây các bạn điền là Thu Vi đây. Xong con để cho đây. Đây các bạn nhìn này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? À mình quên, đây phải là ngựa hí. Đây các bạn nhìn này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.